Tỏi gừng hay gì? Tỏi gừng ớt. Không có cả. Wow, cua, tôm. Vậy anh nói là chiếc này còn ngon hơn chiếc Alua nữa hả? Ồ, em lên em tưởng nó ngang hơi với ngang ngang bằng. Vậy là ngang hơn đâu. Vậy là về phải mập hơn phải không? Mập thằng kia nó lên tới 20 pound. Ăn đổ trong kia rồi. Tỏi gừng hay gì? Tỏi gừng ớt. Ớt chuông. Ớt đỏ luôn, ớt hiểm luôn. Thơm quá. Thơm phức à. Em đâu biết chiếc này là chiếc mới đâu, tưởng nó là giống như thường thường chiếc mới, nó đâu có ưu tiên về đây. Chiếc mới nó toàn đi bên khoai ra. Đổ vô hành phòng. Sót hành phòng à. Sót này có gì không? Xì dầu ha, xì dầu, dầu hào ha. Không có xì dầu, dầu hào, nước, đường. Dầu hào, đường. Ừ. Sôi lên rồi đổ cua vô. Ừ. Hành nó chỉ bỏ sao ha? Bỏ sao? Hành bỏ sao? Này là cái tái nha. Hơn là ở này là chị chiên rồi ha, cho anh chiên rồi ha. Ừ. Chiên tôm jumbo size. Cua này chị mua ở đâu nhìn to à? Cua này mua chợ trên Lenovo. Lenovo. Không phải Costco hả? Đâu phải cua Costco. Cua là cua sống luôn á. Oh, cua Alaska cua sống. Tươi luôn hả? Tươi. Wow. Cua tươi á. Trong hồ. Nhiêu một phao chị, nhiêu một phao? 10 đồng à. Ồ mẹ ơi, mắc gì? 10 đồng rẻ rồi. Đâu mắc rồi. Wow. Wow, mua con cua này 10 đồng một phao. Wow. Tươi thì vậy. Đổ vô hả chị em? Đổ vô hả? Rồi. Wow. Oh man. Wow. Wow. Oh man. Chị mình chỉ làm sót. Khi làm sót sôi lên xong rồi tôm cua là chiên sơ vô anh ha, chiên sơ, tẩm bột chiên sơ là nước sốt sôi là đổ vô.
Này mấy anh cô, cho ăn mấy anh cô, mấy anh cô. Ba con, ba cô bẩn nữa các bạn. Alaska. Chỉ nói anh cua này anh mua tới 10 đồng hả anh Phong hả? 10 đồng phao ha. Giờ xong rồi đổ hành vô là hành vô là hành để tới tái thôi. Tắt bếp thôi nhà, tắt bếp xong. Xô lên chút nữa. Lên thấm gia vị chút là được. Nó là để lửa nhỏ hả Diệu Anh? Dạ. Lửa nhỏ để nó thấm cái nước sốt vô mấy con tôm mấy con cua này một chút rồi mới mới tắt lửa mới bắt xuống. Cho nó thấm. Wow. Quá đẹp như bạn ơi. Thơm quá bạn, thơm phức à, quá đẹp luôn. Ở trong này cũng có bột phải không Duy Anh? Mình cũng pha tí bột hay sao? Mình có không? Hay là thấy nó sạch sạch? Em thấy nó sạch sạch phải không? Dạ, cũng có tí phải không? Bột của cái con cua nó ra đó. Bột của lúc mà chị nói là ok. Mình thấy nước sạch sạch, mình tưởng là nước có bột mà chị nói là chiên những cái lúc mà chiên tôm cua này á, thì mình chiên cái bột rồi cho nên là nó có bột sẵn nó ra nó dựng nước. Xong rồi nhìn, xong rồi, xong rồi bạn. Xong rồi bạn, xong rồi đó. Nước sệt xuống rồi, thấm cua rồi. Rồi, đổ đĩa thôi. Rồi, đổ đĩa thôi bạn ơi. Xong rồi các bạn. Xong rồi. Xong mình chế mình xong nhiều á ha, mình bỏ vô truy sắt ha. Thơm phức rồi chú ơi. Quá trình xà bông đây em ơi. Wow, cô xong quá chừng rồi. Mày.
quá trình. Được đúng không? Cua này à? Mấy đứa giờ nó làm biếng gỡ, nó không ăn mấy này là nó chỉ ăn snow crab hay là ăn king crab. Snow crab lake hay snow crab. Cua này là con chê nữa. Tại nó làm biếng gỡ đó. À, nó sót rồi nè. Rồi. Này, đừng cướm mời ông ngoại. Oh, rất tuyệt rồi. Wow. Đã mà. Oh, mà. Cua của Alaska. Mười mấy đồng phao ghê. Cua tươi luôn á. Tùng hầm baby. Anh bóc quay. Wow. Mà nói tôm thu kìa, cái gì đấy không? Là sao? Ở ngoài mình lấy cái đáy đỡ hơn anh. Ồ, đổi đi nè, đổi cho anh. Con thích ăn cháy. Cũng có cháy bên này nè. Tôi đổi mấy lẹ bà ngoại đi. Ăn ngon rồi đã. Không phải cháy mà. Chứ gì? Khô. Có cháy ngon tại nhỉ? Tại nấu, con nấu bị khô. Ồ, ông tôi ông bà bên ngoài, ông ngoại cũng muốn ăn cơm tấm kia, ông tấm kìa. Ờ. Cơm cũ à? Cơm cũ à? Trắng trắng. Ừ. Wow. Ngon lắm. Ừ. Wow. Cua đá đây. Ừ, chót ngon quá.